Tiên chúng ta vào ví dụ số 1. Ví dụ 1 cho hình hộp đứng ABCD, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Có đáy ABCD là hình vuông, cạnh AC bằng 8 cm, A phẩy C bằng 10 cm. Thể tích của khối hộp ABCD, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy là. Bài toán cho 4 kết quả. Chúng ta có hình vẽ. Đó. Để tính thể tích của khối hộp thì ta cần phải tính thể tích đáy nhân với chiều cao. Đó, đây là khối hộp chữ nhật rồi. Hộp đứng và đáy là hình vuông. Thì trước hết ta sẽ cùng nhau tính diện tích của hình vuông ABCD. Ta thấy này, hình vuông cạnh AC bằng 8 cm. Ta có nhá. ABCD là hình vuông thì cạnh AC sẽ bằng cạnh AB nhân căn 2. Đó. Suy ra cạnh AB sẽ bằng AC chia căn 2. Và bằng 8 chia căn 2. 8 chia căn 2 vuông trọng cm thì bằng 4 căn 2. Đó. Cạnh AB bằng 4 căn 2. Như vậy diện tích của ABCD. Diện tích đó là hình vuông đúng không? 4 căn 2 tất cả bình phương thì sẽ bằng đây 4 đây ta đưa vào trong đây, 16 là 32, 32 bình phương. 32 cm vuông. Được chưa? Rồi. Tiếp theo chúng ta cùng tính chiều cao AA phẩy. Ta xét tam giác A'AC đó là tam giác vuông tại đỉnh A. Như vậy ta đã biết cạnh AC rồi, đúng không? Cạnh A'C bài toán cho bằng 10 cm. Thì xét cái tam giác này. Xét tam giác A'AC là tam giác vuông tại đỉnh A. Tam vuông tại đỉnh A thì theo Pythagore ta dễ dàng tính được AA phẩy bằng căn bậc 2, A phẩy bằng căn bậc 2 của A'C bình phương trừ đi AC bình phương. Đó. A'C bình phương bằng 10 bình phương. AC bài toán cho là 8 cm. Như vậy 10 bình trừ 8 bình thì cái này sẽ bằng 6 cm đúng không? Đó, 6 cm. Thể tích ABCD A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy bằng chiều cao là A phẩy là 6 cm. Viết công thức rồi nhá. A phẩy nhân với diện tích đáy, diện tích của ABCD. Đó. Bằng 6 nhân với này 32. Đó. 6 x 32.